Lúc đó Hành Xương võ nghệ cao cường, người ta đặt cho biệt hiệu Phi Miêu. Hành tung Hành Xương quỷ dị không ai biết được. Tin tức này quý vị ở sách nào cũng tìm không ra, trừ phi quý vị ở trong tình cảnh đương thời mới biết Hành Xương có biệt hiệu như thế. Quý vị xem, lúc trước họ phái người đi phóng hỏa, nay lại phái một kẻ thích khách. Tại sao họ lại muốn giết Lục Tổ Huệ Năng? Bởi vì sau khi giết ngài thì có thể công nhiên đưa Thần Tú Đại Sư lên làm Lục Tổ tại Phật giáo giảng đường. Có một người vốn cũng có tha tâm thông, thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, nhưng vì người này lòng tham không nhỏ, thường muốn chứng tứ quả A-la-hán, muốn phi hành tự tại. Người này đã nhiều lần thỉnh cầu tôi dạy cho pháp thuật phi thân. Tôi nói, ông học pháp thuật này có ích dụng gì? Ông ta nói, để đi Đài Loan thọ giới mà không cần vé máy bay. Vì ông ta tham chứng quả, tham thần thông cho nên trí huệ chân chánh chưa có hiện tiền. Lục Tổ Đại Sư lúc đó cũng có tha tâm thông, đã biết trước âm mưu giết người của họ. Ngài dự bị 10 lượng vàng để bên cạnh chỗ ngồi của ngài. Quý vị nghĩ xem, tình hình lúc đó hết sức nguy hiểm, hết sức căng thẳng không? Đêm đến vào khoảng giữa khuya, Phi Miêu họ Trương đến nơi, tay chân không một tiếng động, đến liêu phòng của Lục Tổ, đến trước chỗ ngài ngồi. Ngài lúc hơi gươm chém xuống, Lục Tổ Đại Sư liền giơ cổ cho Hành Xương chém vào. Lúc này Hành Xương không kể ngài là hòa thượng, A-la-hán, tổ sư hay là gì gì đi nữa, Hành Xương đều giết, bởi vì Hành Xương chỉ chứa lòng sát, bởi vì muốn hoàn thành sứ mệnh của đồ chúng thần tú giao cho. Quý vị nghĩ xem lúc này có căng thẳng không? Căng thẳng giống như lúc bom nguyên tử sắp nổ vậy. Hành Xương tay cầm gươm báu dùng hết sức mạnh chém vào cổ Lục Tổ Đại Sư 3 nhát, nhưng Lục Tổ không một chút chảy chuộng. Sư nói gươm chánh không dùng vào việc tà, gươm tà không dùng vào việc chánh được. Ta chỉ thiếu ngươi vàng, chớ chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương hoảng kinh ngã ngửa, hồi lâu mới tỉnh lại, bèn cầu khẩn ăn năn tội lỗi và liền nguyện xuất gia. Sư lấy vàng cho và nói, ngươi hãy đi, sợ e đồ chúng hại ngươi. Một ngày kia, ngươi khá đổi hình dạng rồi đến đây, ta sẽ nhận và độ ngươi. Hành Xương vâng theo ý đại sư, đêm ấy trốn đi. Sau Hành Xương xuất gia làm tăng, thọ cụ túc giới và tu hành rất tinh tấn. Giảng Lục Tổ Đại Sư nói, chánh kiếm tức chánh pháp, không sợ tà pháp, mà tà pháp thì không thể thắng được chánh pháp. Cho nên nói ta không thể thắng chánh. Ông tuy có gươm báu nhưng cũng không thể làm gì được tôi. Kiếp trước tôi chỉ thiếu ông 10 lượng vàng, nhưng tôi không có thiếu ông sanh mạng. Phi Miêu họ chưa nghe Lục Tổ Đại Sư nói với mình như thế. Lại nữa, đã chém 3 nhát mà chém không đứt cổ Lục Tổ, đã sợ hết hồn hết vía, ngất xỉu một hồi lâu mới tỉnh lại. Tỉnh lại, Phi Miêu Hành Xương cầu xin sám hối. Bạch Đại Sư, con thật có lỗi với ngài, con thật có tội. Lúc đó Lục Tổ Đại Sư nói chuyện với Hành Xương rất lâu, hỏi Hành Xương rằng, tại sao ông lại đến đây làm những việc như thế? Hành Xương trả lời, không phải con muốn giết ngài, mà là đồ đệ thần tú nói ngài là kẻ xấu xa nhất. Lúc trước làm ăn cướp lại săn bắn, là người nghèo lên núi đốn củi, nay đến chỗ này mạo danh làm tổ sư. Cho nên con nghe nói có người xấu ác như thế, nhất định cần phải giết người đó đi. Nhưng này gươm báu của con chém không đứt cổ của ngài, con mới biết họ đều sai lầm. Nếu đại sư không có đạo đức, bằng vào kiếm pháp của con nhanh như vậy, làm sao chém không đứt đầu ngài? Cho nên ngài nhất định là vị cao tăng có đức hạnh. Con nay được gặp thiện tri thức, đại đức cao tăng. Lại nữa, con nhìn thấy cuộc đời này không có ý nghĩa gì, cho nên con muốn theo đại sư xuất gia, bái ngài làm thầy. Lục Tổ Đại Sư đưa cho 10 lượng vàng đã chuẩn bị sẵn cho Hành Xương, nói, con nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đồ đệ của ta đều ái hộ thầy mình. Nếu biết con đến giết ta, họ nhất định sẽ giết con. Qua vài ngày, khi con cải trang xong, tức kêu Hành Xương đến chỗ khác xuất gia làm tăng, dùng thân phận người xuất gia đến gặp Lục Tổ, thầy nhất định sẽ nhiếp thọ và chỉ dạy con. Phi Miêu họ Trương nghe Lục Tổ Đại Sư nói như thế, liền ngay trong đêm đó chạy trốn giấu kín tên tuổi. Sau đó Hành Xương theo một vị hòa thượng xuất gia, tu học rất tinh tấn, không giải đãi. Một ngày kia nhớ lời đại sư dạy, Hành Xương từ phương xa đến làm lễ ra mắt ngài. Sư nói, ta có lòng nhớ ông đã lâu, sao ông tới muộn? Bạch, ngày trước nhờ ơn hòa thượng tha tội, nay tuy xuất gia khổ hạnh, nhưng sau này ắt khó trả được cái ân đức ấy. Chỉ mong tổ sư chuyển pháp để độ chúng sanh mà thôi. Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn,
mà chưa hiểu cái nghĩa thường và vô thường, xin hòa thượng từ bi lược giải cho. Giảng một ngày nọ, Hành Dương nhớ lại lời Lục Tổ đại sư kêu mình thay đổi hình dáng mà đến thì sẽ nhiếp thọ. Vì thế từ xa xôi đến chùa Nam Hoa bái kiến Lục Tổ đại sư. Lục Tổ đại sư nói: "Tôi mỗi ngày đều nhớ đến ông, sao ông đến trễ thế?" Hành Dương trả lời: "Trước kia mong ơn hòa thượng không trách tội, nay còn tùy xuất gia tu khổ hạnh, nhưng vẫn cảm thấy khó báo đáp ân đức của hòa thượng, chỉ có một cách là truyền thừa Phật pháp giáo hóa chúng sanh, chỉ có làm như thế mới có thể báo đáp được đại ân của hòa thượng." Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn nhưng không hiểu đạo lý thường và vô thường, khẩn cầu hòa thượng phát đại từ bi vì con mà giải thuyết. Sư nói vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là cái tâm phân biệt cả thầy các pháp thiện ác vậy. Bạch, chỗ hòa thượng nói rất trái với kinh văn. Sư nói ta truyền cái tâm ấn của Phật đâu dám trái với kinh Phật. Bạch, kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến cái tâm bồ đề đều là vô thường, hòa thượng lại nói thường. Mấy lời ấy trái nghịch nhau khiến kẻ học đạo này thêm nghi hoặc. Sư nói, kinh Niết Bàn xưa kia ta nghe Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng đọc qua một biến, thì có giảng thuyết cho người nghe, chỗ ta nói không có một chữ, một nghĩa nào mà chẳng hiệp với kinh văn. Nay ta giảng cho ông nghe thì cũng nói toàn một nghĩa không hai. Bạch, kẻ học này rất hiểu biết còn cạn tối, xin hòa thượng chỉ dạy chú đáo. Sư nói, ngươi biết chăng, nếu Phật tánh là thường thì nói làm chi các pháp thiện ác, lại sao đến cùng kiếp không có một người phát bồ đề tâm, cho nên ta nói là vô thường, mà chính Phật nói là đạo chân thường. Lại nếu các pháp là vô thường, tức vật vật đều có tự tánh, gồm chịu sự sống chết, mà cái tánh chân thường có chỗ chẳng biến khắp phổ biến, cho nên ta nói là thường, mà đó chính là Phật nói cái nghĩa chân vô thường vậy. Vì các người phàm phu ngoại đạo chấp nơi tà thường, các người trong hàng nhị thừa đối với thường cho là vô thường, chỗ mê chấp của hai phái cộng thành tám điều trái ngược điên đảo, cho nên trong giáo lý liễu nghĩa ở kinh Niết Bàn Phật phá chỗ thiên kiến mà nói rõ chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Người này y theo lời nói của Phật mà lại hiểu trái nghĩa, ngươi nhận lấy sự vô thường đoạn diệt và định chắc cái thường cứng ngắc tử thường mà lầm hiểu lời nói mầu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật. Như thế dầu xem kinh đến ngàn biến nào có ích gì. Giảng, Lục Tổ đại sư nói Phật tánh thì vô thường, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả thiện ác. Hành Dương cho rằng Lục Tổ đại sư giảng sai nên cho nên nói lời hòa thượng nói không phù hợp với kinh văn. Lục Tổ đại sư nói, ta truyền pháp môn dùng tâm ấn tâm của Phật, ta làm sao dám trái ngược ý nghĩa kinh văn. Hành Dương nói, kinh Niết Bàn nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói Phật tánh là vô thường. Thiện ác chư pháp cho đến tâm bồ đề đều là vô thường mà hòa thượng lại nói thường, đây hoàn toàn không tương hợp với đạo lý trong kinh Niết Bàn. Hòa thượng giảng như thế khiến cho kẻ học nhân con càng thêm mê hoặc. Lúc trước con chỉ có một cái nghi, nay con lại có hai cái nghi. Lục Tổ đại sư nói, kinh Niết Bàn ta lúc trước từng nghe Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng tụng qua một biến. Ta đã vì vị Tỳ Kheo Ni này giảng giải không có một chữ, một nghĩa lý nào mà không phối hợp với đạo lý kinh Niết Bàn